Nội thất của xe này đấy, hàng ghế đằng sau các bác nhá. Mẫu xe 5 chỗ ngồi rất là đẹp luôn, ngon bổ rẻ đấy. Chân của nó là chân nỉ nguyên zin các bác nhá, chân nỉ nguyên zin luôn. Cái phần ốc ác bản nề cánh cửa đó chưa hề động đến kale mỏ lết các bác nhá. Đấy, xe thì rất là đẹp rồi, một chủ từ mới luôn. Đấy, hệ thống cột kèo và đinh tán của xe zin nguyên bản luôn các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn. Vâng, một chủ sử dụng từ mới mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Vậy thì bác nào mà đang cần tìm đến cái mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng này, nhấc máy lên alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhé. Hệ thống quả lốp đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, phần lốp dép của xe này các bác này. Đấy, rất là dày dặn các bác nhé. Lốp dép thì ok rồi, sơn xi đẹp đẽ sạch sẽ rồi. Máy gầm thì lại chất côn số thì rất là ngọt. Động cơ 1.5, vâng, biển kiểm soát 17, vâng, biển Thái Bình quê lúa. Cặp đèn phanh các bác này. Đấy, cặp đèn phanh của em đó này. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống gầm của xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ của nó này. Rất là chắc chắn luôn. Đấy, hộp sàn 3 vô lê vẫn còn nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, mẫu xe Daewoo Genza 2010. Đấy, tên tư nhân. Đấy, một chủ từ mới. Hệ thống đèn phanh. Đấy, cặp đèn phanh của xe này rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, mang nước sơn màu đen huyền bí quá này. Tất cả những đường gân của xe này. Đấy, thẳng tưng từng từng các bác nhé. Đấy, thẳng tưng luôn, không đơn khô, không tai nạn các bác nhé. Đây là các bác xem phần của lốp của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, phần lốp dép này. Đấy, tất cả những phần hệ thống cua lốp này. Đó, còn rất là đẹp luôn. Tay lắm mở cửa Opilock mạ Caro. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé. Đấy, táp ly của em nó vẫn còn gai sần rất là đẹp này. Tất cả phần khung cánh cửa của xe. Đấy, phần khung cánh cửa các bác nhé, không có một chút mục mọt nào luôn. Phần keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin đều tắt tắp luôn. Đấy, keo chỉ zin. Vâng, máy số thì rất là ngon. Đăng ký 5 chỗ ngồi, giá chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Vâng, 125 triệu đồng có bao hồ sơ, có cả vận chuyển luôn cho các bác. Đấy, xe thì rất là rẻ các bác nhé. Đấy, rất là rẻ mà đời 2010. Đấy, rất là rộng rãi rồi. Các bác mua về thì tập lái tránh mưa tránh nắng thì con này rất là ok. Phần táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, phần táp ly cánh cửa các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa vẫn còn gai sần rất là đẹp này. Đấy, lớp nỉ nguyên zin. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, tất cả những cái phần khung cánh cửa của xe này. Đấy, không có một chút mục mọt nào các bác nhá. Keo chỉ nè. Keo chỉ của em nó đều tắp tắp luôn các bác nhá. Đấy, bậy bậc lên xuống. Ốc ác bản nề cánh cửa. Đấy, phần cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo các bác nhá. Cột kèo và đinh tán trong này. Cột kèo zin. Vâng, cột kèo đinh tán zin luôn các bác nhá. Zin nguyên bản luôn. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu này. Đó. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho quý vị và các bạn xem và tham khảo của mẫu xe. Đấy, Daewoo Genza đời 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn các bác nhé. Hệ thống bô lăng của em nó thì là bô lăng 3 chấu các bác nhé. Đấy, bô lăng thì rất là đẹp này, không hề có sự hao mòn mấy các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Bô lăng của nó nguyên bản đây các bác nhé, nguyên bản luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Mặt đồng hồ các bác này. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì luôn các bác nhá. Hệ thống xi nhan báo rẽ này. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Tất cả những cái phím điều hòa các bác này. LED như là Soli các bác nhá. Đây, quả số này. Phần phanh tay các bác này. Đấy, táp lô này. Táp lô của